Hôm nay đi đổi cây anh em nhé. Chó đang tìm ác lắm anh nhá. Sủa ít lắm anh em ạ. Chắc là đi lâu rồi. Thì tí dưới này lên anh em nhé. Bây giờ chúng mình là gọi là hơn 5 giờ tí chợt sáng anh em nhé. Chứ tìm nó anh em nhá. Chịu khó tìm nó nhưng mà không biết tìm đâu, anh em theo dõi nhá. Hôm nay đem một con đi thôi anh em nhé. Mình đi làm gố nên đưa đồng con đi thôi. Thường thường là mình cũng đi đuổi muộn lắm nhưng mà bởi vì là thời gian không cho phép nên mình phải đi đuổi sớm. Tí là 6 dưới 7 giờ là phải đi làm rồi nhau. Tìm tí lên trên này chưa thấy sủa. Sủa! Anh em theo dõi nó tìm được nhá. Bắt đầu sủa anh em nhá. Sủa tí trên đồi anh em nhá. Dốc lắm rồi. Đôi keo anh em nhá. Chắc là cây bảo má thôi anh em. Bởi vì đây rậm lắm này. Toàn cái loại cỏ cỏ này này. Nhìn này nó rậm lắm nhá. Rồi tí trên này là mình lên xem nhá. Rồi mình quay cho anh em xem nhá. Như vào lỗ rồi anh em ạ. Nó sửa tí này. À vào lỗ thật rồi anh em ạ. Nhưng mà lỗ này thì chắc là khó đào đấy, cảm ơn. Này, khó ăn đây. Mình đọc tít nó nha. Ui trời, lỗ này này. Khá sâu rồi anh em nhé. Trời ơi, sáng này, chập sáng này, trong này tối rồi. Hố này chắc sâu rồi anh em ạ. Cao. Thời gian có hạn nên có khi là nếu mình đào không được thì nếu mình khả năng là mình sẽ bấy cạn, anh em mình cầm cả cạn theo nha anh em nhé. Tí là phải đi làm gỗ anh em nhé. Mình làm gỗ tiếp bên kia nhé. Anh em theo dõi mình đào được không? Không thì mình bấy cạn anh em nhé. Anh em nói vào cái lỗ kia nó không ở nhá anh em nhá. Con chó lại bắn mùi được lên rồi nhá. Chứ nay mình đào là nó không có ở trong anh em. Con chó lại tìm được ở bên trên đi. Đang tìm tít bên này anh em nhá. Nãy mình đào tít dưới này anh nhá. Tìm lên đây nhá. Tít trên này. Anh em xem tí tìm được nhá anh em nhá. Sủa tít bên kia anh em nhá. Tít bên kia. Không biết có phải không? Đấy, mình đào tiếp bên này anh em nhé, nhưng mà nó không ở trong nhé. Cho lại tìm được tiếp bên kia nhưng mà không biết vào. Đang xuống kia anh em ạ, nhưng mà không biết vào. Để nó khác tìm xem thế nào nhé anh em nhé. Lại vào lối anh em nhé, sáng này. Ui, tình cảm sáng rồi anh em ạ. Anh em theo dõi nhé. Anh em nhé. Mình một mình không bắt được, cho anh em xem nhé, anh em thông cảm nhé. Ô trồng này anh em nhé. Ngay trong này đây. Cho máu luôn anh em nhé, khá to anh em, ký tầm cỡ 1 cân 2 nhá. Rồi chào tất cả anh em nhé, anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký hộ mình nhá anh em nhé. Nào có con chó nào hay hay thì mình đăng cho anh em xem, để nếu anh em có bán thì mình đăng là anh em còn biết nhá. Rồi chào tất cả anh em nhé.